Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Xin thân ái chào toàn thể quý ông bà anh chị em đang thờ phượng Chúa ở tại đây, cũng như những người đang xem qua chương trình trực tuyến qua Internet ngay bây giờ, hoặc có những người tình cờ khi lướt qua Facebook, lướt trên mạng, dừng lại nghe những lời này. Nguyện Chúa ban phước cho tất cả chúng ta. Tôi xin mượn lời của Môi-se ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 32 câu 46. Ông nói như thế này: khi đã đọc xong các lời này cho toàn dân Israel, Môi-se căn dặn họ hãy chú tâm vào tất cả những lời mà hôm nay tôi đã cảnh báo anh em và truyền lại cho con cháu anh em, để chúng cẩn thận làm theo mọi lời của luật pháp này, vì đây không phải là lời nói vô ích đối với anh em đâu, nhưng là sự sống của anh em. Nhờ lời này, anh em sẽ được sống lâu trên đất mà anh em sắp chiếm hữu sau khi qua sông Giô-đanh. Cảm ơn Chúa. Đó là lý do mà chúng ta đến thờ phượng Chúa. Một phần rất quan trọng đó là công bố lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cũng nói rằng dân ta bị diệt mất vì thiếu sự thông biết. Lời của Chúa giúp cho chúng ta thay đổi vận mệnh của mình. Lời của Chúa là sự sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đối với hội thánh này thì tôi thấy là Chúa cho chúng ta có một cái đặc điểm, đó là rất thích nghe giảng. Phải không ạ? Ngày tôi còn nhỏ đó, không hiểu sao mà giờ giảng, tôi đánh đàn, cho nên đó tôi cứ núp sau cái cây đàn thôi. Và tôi chỉ thích cái giờ hát. Những cái giờ khác, giờ giảng cảm thấy không hứng thú lắm. Ngày đó tôi chưa có gặp gỡ Chúa. Nhưng mà đến khi tôi biết rằng Chúa yêu mình, Chúa tha thứ mọi tội lỗi của mình, Chúa tiếp nhận mình là con cái của Ngài, thì cảm ơn Chúa, lúc bấy giờ lời của Chúa đến trong lòng vô cùng ngọt ngào. Tôi muốn mượn một hình ảnh, đó là nếu có ai đó tặng quý vị một quyển sách tập hợp những bức thư tình hay nhất, ước ác nhất. Thích không ạ? Thích. Thích. Nhưng mà nếu đó là bức thư của người mình yêu và biết rằng người đó yêu mình tha thiết, thì cái nào thích hơn? Chắc chắn sẽ thích hơn. Và chúng ta sẽ nhớ từng chữ, nhớ từng câu, nhớ từng cái chữ đó, cái câu đó nằm ở góc nào trong trang sách. Còn dĩ nhiên là một quyển thư tình hay nhất thì cũng thích, nhưng mà đọc vài trang thôi là đã thấy chán rồi, bởi vì nó không phải là của mình. Cho nên tôi kêu gọi và khích lệ quý ông bà anh chị em, lời của Chúa đem đến sự sống còn, lời của Chúa vô cùng ngọt ngào. Nhưng nếu chúng ta đứng ngoài, mình xa lạ với Chúa, chưa nhận Chúa là đấng cứu chuộc mình, thì chúng ta sẽ nghe rồi chán, đọc rồi cũng chán và bỏ qua một bên thôi. Nguyện Chúa ban phước trên chúng ta. Trước khi học lời Chúa, quý vị có muốn nghe thời sự một chút không? Dạ vâng. Tôi xin đọc một cái dòng tin vào ngày 7 tháng 8 năm 2022. Hôm nay là ngày mấy? Mới có 14 thôi. Vâng. Mới xảy ra trong một vài ngày gần đây, chứ không phải là một chuyện xa lạ. Ở trong báo Người Lao Động thì có một bài như thế này: chiến sự giải Gaza, thùng thuốc súng Trung Đông, giao tranh đẫm máu. Lực lượng phòng vệ Israel đã tấn công và tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của lực lượng thánh chiến Hồi giáo Palestine ở giải Gaza vào tối ngày 7 tháng 8. Chúng ta biết là một cái trận chiến kéo dài mấy ngày đã nổ ra.
Bởi vì tình báo Israel theo dõi và biết là lực lượng Hồi giáo có âm mưu ở biên giới phía bắc của Israel. Họ đào những cái đường hầm sâu xuống lòng đất để xâm nhập vào biên giới của Israel ở phía bắc. Và họ đã ra tay trước. Lâu nay thì vẫn thường như vậy, bởi vì chúng ta biết là ngày hôm nay thì phương tiện vô cùng tân tiến và người ta theo dõi những cái động tĩnh của chính phủ Iran phát triển vũ khí hạt nhân hay là cái sự đi lại của những tên trùm khủng bố là đều bị theo dõi hết. Và nhiều khi chỉ cần ngồi trong xe thôi, đột nhiên một quả tên lửa nổ một cái bom và chết cũng không biết tại sao mình chết nữa. Và đó là điều mà xảy ra trong những ngày qua. Và dĩ nhiên là một trùm khủng bố như vậy bị giết thì phía Hồi giáo thề là phải trả thù. Và thế là họ bắt đầu bắn rocket vào, vào lãnh thổ của Israel. Cái bài này tôi không đọc hết đâu. Và quý vị về lên Google, trang tiếng Việt cũng có, tiếng Anh thì tài liệu nhiều hơn, để xem tất cả những tin tức này là đang diễn ra chung quanh chúng ta. Và tôi muốn nói lời của Chúa Giêsu ở trong Matthew đoạn 24, đó là ai đọc phải để ý. Chúng ta thờ phượng một Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời sống, Ngài điều khiển lịch sử, Ngài đang nhìn thấy mọi điều diễn ra trong thế giới này, Ngài biết trước từ nhiều ngàn năm. Cho nên chúng ta đọc lời của Chúa trong Kinh Thánh không phải là những sự kiện, những mạng lệnh, những câu chuyện đã cũ kỹ, không còn thích hợp nữa. Vì vậy, khi chúng ta nghe một tin tức nào đó, khi chúng ta thấy một diễn biến nào đó đang xảy ra, thì hãy để ý, bởi vì Chúa, Ngài muốn nói với chúng ta một điều gì qua những điều đó. Khi chúng ta đi du lịch, xem biển, xem cảnh đẹp, thì Chúa muốn nói với chúng ta rằng, Ngài tốt lành biết bao. Chúa yêu chúng ta. Và Ngài luôn luôn muốn nói với chúng ta. Các trận không kích dữ dội ở Israel và dải Gaza đã kéo dài sang ngày thứ ba, khiến căng thẳng trong khu vực leo thang đỉnh điểm. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Israel đã bắt đầu kêu gọi các lực lượng dự bị để hỗ trợ trong trường hợp leo thang hơn nữa. Văn phòng của Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết ông đã phê duyệt việc triệu tập 25.000 quân dự bị. Và nếu chúng ta theo dõi thì là các quốc gia trong khối Ả Rập, đặc biệt là Iran, thì là lên tiếng ngay, Iran sẽ đứng với quân khủng bố để chống lại Israel trong trận chiến này. Và rồi thậm chí Liên Hiệp Quốc phải lên tiếng để dàn xếp. Và cảm ơn Chúa, dù cho phía quân phiến loạn đã bắn 1.000 quả rocket vào lãnh thổ của Israel, nhưng mà rất lạ lùng là tin tức cho biết là 97% trong số 1.000 quả rocket đó đã không có hiệu quả gì cả, bởi vì được tiêu diệt ngay trên không, và chỉ có 3% trong số đó là gây nổ, phát nổ trong lãnh thổ của Israel mà thôi. Thật là kỳ diệu. Và chúng ta cần biết là Israel, một cái đất nước hiện nay họ có khoảng 12 triệu dân. Còn lại khoảng trên dưới 4 triệu người Israel rải rác ở khắp nơi trên thế giới chưa trở về. Và dân số Israel chỉ có hơn 15 triệu dân cho đến ngày hôm nay thôi. Một cái số người rất nhỏ như vậy, rất ít như vậy, nhưng mà lạ lùng là từ nhiều ngàn năm trước, nếu chúng ta đọc sách Sáng Thế Ký, thì Chúa hứa rằng ta sẽ ban phước cho con, cùng làm nổi danh con sẽ là một nguồn phước cho những người chung quanh, cho thế giới. Và cảm ơn Chúa, những gì Chúa hứa, dù nhiều ngàn năm, dù là chúng ta tưởng rằng không thể xảy ra được, Chúa đã quên rồi, mình cũng không còn nhớ nữa. Nhưng mà tất cả những gì Chúa nghĩ đến, Chúa hứa, Ngài làm thành. Và ngày hôm nay chúng ta thấy không có một quốc gia nào ở trên thế giới với cái số lượng người như vậy, nhưng mà lại sở hữu một hệ thống phòng thủ thật là kỳ diệu. Quý vị hãy xem với tôi 2 phút thôi, một cái đoạn video mà tôi nhận được từ Telegram của một người bạn, cũng là một mục sư đến từ Israel.
và ông gửi trên Telegram và tôi đào xuống để chúng ta nhìn thấy hình ảnh của người dân Israel trong khi phía Palestine bắn tên lửa vào như thế nào. Phải không? Bởi vì tên lửa vào lãnh thổ của Israel thì bị bắn chặn ngay ở trên không trung, và cái hệ thống phòng thủ thông minh đến nỗi nó theo những quả tên lửa đến chỗ không có người để gây ít thiệt hại nhất và cho nổ ở trên đó. Giống chúng ta trong những ngày lễ lớn đứng ở quận nhất để xem pháo bông, và quả thật thật là tuyệt vời. Nếu chúng ta về thì tìm hiểu ở trên Google chữ Iron Dome hay là vòm sắt, ở trong tiếng Việt cũng nói rất nhiều. Đó là hệ thống phòng thủ của Israel. Và chúng ta biết là cả đất nước Israel được bao như là một cái lòng bàn vô hình. Giống như một cái lòng bàn úp lên trên lãnh thổ Israel. Cho nên ông nói là người dân ban đầu không biết, du khách họ đến Israel thì họ thấy cái cảnh đó họ sợ lắm, bởi vì không biết là tên lửa nổ đến gây thiệt hại như thế nào. Nhưng mà chúng tôi là người dân Israel thì chúng tôi biết, chúng tôi rất được bình an bởi vì hệ thống phòng thủ rất bảo đảm, đơn giản mà bảo đảm. Quả thật sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và họ là những người được gọi là dân được chọn của Chúa. Mặc dù họ đã chống nghịch Đức Chúa Trời, mặc dù họ đã xa cách Ngài, làm buồn lòng Ngài, ngày hôm nay có một số người trở về với Chúa và rất nhiều người chưa trở về. Nhưng Chúa Ngài nói rằng Ngài đã hứa thì Ngài sẽ làm thành. Buổi sáng hôm nay, mỗi chúng ta có mặt ở đây, mỗi chúng ta được nghe những lời này, hãy nhớ rằng Chúa đã chọn chúng ta. Không phải vì chúng ta xứng đáng, không phải vì chúng ta tốt lành đâu. Chúa đã chọn chúng ta, và lời của Chúa nói rằng nếu các ngươi không thành tín thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được. Tất cả những điều này chúng ta đã nghe mấy tuần trước đây rồi, phải không? Ê-xê-chi-ên đoạn 38 là một phần được viết ra 2.500 năm trước đây, và đã nói rằng dân của nó tập hợp từ nhiều dân tộc về vùng đồi núi Israel, là nơi vốn bị hoang phế từ lâu. Họ đã được đem về từ các dân tộc và tất cả đều sống bình an. Nếu có trận chiến xảy ra thì dân chúng Israel được xem pháo bông, bởi vì tên lửa nổ ở trên bầu trời rất xa và không gây thiệt hại gì. Lạ lùng quá. Chúng ta về đọc sách Ê-xê-chi-ên đoạn 38 đi. Ở đây nói về một dân tộc tan rãi khắp nơi trên thế giới, được đem về trong xứ sở của họ, trong một vùng đất hoang vu, nhưng mà họ sống rất bình an. Tôi nhớ là cũng vị mục sư đó, trong một lần gặp ông ở tại Indonesia trong hội nghị Empower 21, thì ông nói rằng tôi ở đây tôi cảm thấy không an toàn cho bằng ở đất nước Israel. Và hỏi rằng tại sao vậy? Ông mới nói ở trên đất nước của chúng tôi cảm thấy bình an hơn rất nhiều, bởi vì chúng tôi biết. Chúng tôi biết. Và cảm ơn Chúa. Đây chính là điều mà chúng ta xem ngày trong vài ngày trước đây thôi đang diễn ra. Và điều đó có liên quan đến Ê-xê-chi-ên đoạn 38. Chúng ta hãy xem một trường hợp khác nữa nha. Ê-sai đoạn 45
Tuần trước đó thì chúng ta có học về Esai, Ezechiel ở trong sách Esai. Và chúng ta sẽ xem câu thứ hai thì là Esai 45 nói như thế này: chính ta sẽ đi trước mặt ngươi, sang phẳng các đường gập ghềnh, phá vỡ các cửa bằng đồng, bẻ gãy then cài bằng sắt. Tôi thích câu kinh thánh này lắm, và nhiều người trong chúng ta cũng thích câu kinh thánh này, bởi vì chúng ta ứng dụng nó như là lời hứa của Chúa dành cho mình. Nhưng mà thật ra đây là lời mà Đức Chúa Trời dùng tiên tri Esai để nói về một vị vua có tên là vua Siru. Vua Siru lúc bấy giờ là một đế quốc. Đế quốc Siru đã đắc thắng đế quốc Assyri và chiếm lĩnh. Và điều quan trọng đó là những lời này được nói ra 100 năm trước khi vua Siru ra đời. Ai có thể làm được điều đó không? Chúng ta có thể nào nói được là 50 năm nữa sẽ có một người ra đời, họ tên gì đó, gốc gác ra sao đó, và sẽ là người lãnh đạo của đất nước Việt Nam? Chúng ta có thể nói được không? Không thể nào. Nhưng mà Chúa, Ngài nói về vua Siru 100 năm trước khi ông ra đời. Và sự thật, cái chuyện mà Chúa nói là ta sẽ đi trước mặt ngươi, phá vỡ các cửa bằng đồng, bẻ gãy then cài bằng sắt, cũng là một điều rất là lạ lùng. Chúng ta hãy xem dòng chữ nhỏ đó. Đây là câu trích của một sử gia Hy Lạp, Herodotus. Ông thuật lại cuộc xâm lăng thầm lặng của Siru đại đế bằng mưu kế của mình. Vua đã đặt một số quân ngay tại nơi cửa sông, chỗ nước chảy vào thành, và một số khác ở phía sau nơi nước thoát ra. Họ phải theo lệnh là tiến quân vào thành dọc theo lòng sông khi nước vừa cạn. Ông đào kênh để rút nước sông Euphrates vào một cái hồ nhân tạo. Lúc đó hồ này chỉ là một cái đầm lầy, và nước sông rút đến độ họ có thể lội qua lòng sông được. Chúng ta biết là lúc bấy giờ thì là đế quốc Tân Babylon do vua Nebuchadnezzar, họ xây dựng thành Babylon rất là kiên cố. Tài liệu cho biết là thành này có chiều dài là 22 cây số, chu vi 88 cây số, vòng thành phía ngoài dày 2,5 mét, cao 9 mét, vòng trong thấp hơn vòng ngoài một chút nhưng cũng kiên cố như vậy. Trên vòng thành đều có những điểm trú quân, đường đi giữa các vòng thành đủ rộng cho 4 chiến xa ngựa chạy qua. Một cái thành như vậy, làm sao mà Siru có thể xâm nhập được? Và người ta kỹ lưỡng đến nỗi là ở bên ngoài tường thành á, người ta đào những cái con kênh để muốn leo lên vách thành thì phải vượt qua những con kênh ngập nước ở đó. Và làm sao được? Nhưng mà 100 năm trước sự kiện đó thì Chúa nói rằng ta sẽ đi trước mặt ngươi. Ta sẽ sang phẳng các đường gập ghềnh, phá vỡ các cửa bằng đồng, bẻ gãy then cài bằng sắt. Và lịch sử đã cho biết là không biết bằng cách nào đó, Siru đã kết cấu được với một nhóm người ở bên trong thành Babylon. Và rồi hợp tác với nhau chuyển hướng dòng sông. Cho nên thay vì dòng sông Euphrates ngăn chặn bảo vệ thành Babylon, bây giờ thì lòng sông khô cạn và quân Siru đã đi vào như chỗ không người. Khi đọc đến đây, đây không phải là điều của lịch sử thôi. Ai trong chúng ta đang đối diện với một nan đề mà chúng ta tưởng chừng như không thể vượt qua được? Ai trong chúng ta đang gặp một rắc rối mà mình tưởng chừng như là con bất lực rồi, Chúa ơi, con bế tắc rồi, thì hãy đọc lên. Lạy Chúa, nếu Siru là một kẻ ngoại bang, là một người không biết Chúa, không thờ phượng Ngài, mà Ngài còn ban lời hứa như vậy, bây giờ con là con của Ngài, Ngài yêu con đến nỗi sai chính con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu để chịu chết chuộc tội cho con, thì xin cho con một ân huệ. Xin hãy mở cho con một cánh cửa cơ hội nữa. Xin hãy giải cứu con khỏi điều này. Và chắc chắn Chúa sẽ
không bao giờ làm cho chúng ta bị hổ thẹn đâu. Buổi sáng hôm nay, chúng ta chỉ thấy một vài lời điều vừa diễn ra ứng với lời tiên tri. Chúng ta đã xem trường hợp của Siru là một câu chuyện đã xảy ra có thật trong lịch sử nhiều ngàn năm trước. Chúng ta biết là cả Kinh Thánh có 31.124 câu, Cựu Ước 23.210 câu. Thì trong số đó, những câu mà có những lời tiên báo liên quan đến tiên tri là 6.641 câu, có nghĩa là 28.5% của Cựu Ước có lời tiên tri. Tân Ước 7.914 câu, và trong đó số câu có lời tiên tri là 1.711 câu. Tân Ước có 21.5%. Cho nên cũng xin hãy bỏ qua cho tôi nếu ai đó nghe những câu chuyện thời sự nhắc đến lời tiên tri và nói là cứ nghe một sư nhẫn nói lời tiên tri hoài, và chúng ta biết là 27% của Kinh Thánh liên quan đến lời tiên tri. Kinh Thánh không phải là một quyển sách cũ kỹ, không phải là những lời dạy dỗ không thể thực hiện được. Và chúng ta thử tưởng tượng là 27 có nghĩa là hơn 1/4 của Kinh Thánh chứa đựng những câu có những lời tiên tri. Và cảm ơn Chúa là phần lớn những lời tiên tri đó đã được ứng nghiệm. Có những lời tiên tri thì ứng nghiệm lần thứ nhất và sẽ ứng nghiệm lần thứ hai, bởi vì Chúa Giê-hô-va không có làm điều gì khiến cho chúng ta bất ngờ đâu. Ngài nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại, các ngươi thấy đó. Và có những lời tiên tri đang trong tiến trình được ứng nghiệm. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy xem một số câu Kinh Thánh ở đây. Đức Giê-hô-va phán, hãy trình bày vụ kiện của các ngươi, hãy đưa ra lý lẽ của các ngươi, để chúng ta đến gần và nói cho chúng ta biết điều sẽ xảy đến. Hãy nói cho chúng ta những điều đã có từ trước để chúng ta suy nghiệm và biết kết cục của nó, hoặc nói cho chúng ta biết những gì sắp xảy đến. Hãy nói những việc sẽ xảy đến sau này để chúng ta biết các ngươi là thần. Muốn biết Kinh Thánh có phải là lời của Đức Chúa Trời không? Muốn biết Đức Chúa Trời có phải là đấng chủ tể của tạo hóa, tạo nên thế giới và mọi vật trong đó không? Thì Chúa thách thức. Giống như ở trong một phiên tòa, thì luật sư trưng ra những bằng chứng của mình, thẩm phán cũng hỏi những câu hỏi, rồi sau đó có những kết luận. Chúa không có ngần ngại đâu. Ngài không muốn chúng ta đến với Chúa một cách mơ hồ, giống như là một cách trùng vụng đâu. Nhiều người nghĩ rằng theo đạo là những người yếu đuối, là những người phụ nữ. Theo đạo, khoa học, ai mà tin đạo nữa. Nhưng mà ở đây rõ ràng là Chúa khẳng định rất rõ ràng, hãy trình bày cho ta được biết. Có ai nói về những điều đã xảy ra? Có ai dám nói về những điều sẽ xảy đến không? Và đó là bằng chứng để chúng ta biết các ngươi là thần. Còn nếu không thì các ngươi chỉ là loài xác thịt có hơi thở trong lỗ mũi, chẳng đáng gì đâu. Chúng ta hãy xem Ê-sai 42 câu 9. Này, những việc trước đây đã xảy ra, nay ta lại báo cho các ngươi những việc mới, ta cho các ngươi biết trước khi nó xảy ra. Cảm ơn Chúa. Tất cả chúng ta đều thấy con người có một cái khuynh hướng, đó là chúng ta muốn biết về tương lai lắm. Cho nên á, những thầy bói có đất sống, những người coi chỉ tay, rồi nhiều điều lắm, bởi vì con người tò mò, muốn biết điều gì sẽ xảy đến cho mình, muốn biết là người sẽ kết hôn với mình là ai, muốn biết là con đường sự nghiệp công danh của mình có thăng tiến hay không. Nhưng mà chúng ta đã tìm sai đối tượng rồi. Chúa nói rằng chỉ một mình ta cho các ngươi biết trước khi nó xảy ra. Thay vì đến với Chúa và thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, con dâng cuộc đời của con ở trong tay Ngài, xin Ngài bảo đảm và dẫn dắt con. Con không biết tương lai ra sao, cuộc đời của con thế nào, nhưng mà Chúa là đấng biết điều gì sẽ xảy đến cho con.
Nhưng mà chúng ta thấy ngày hôm nay ma quỷ đã làm cho nhiều người mù lòa và lầm lạc. Ê-sai 44 câu 7: ai giống như ta, hãy để người ấy lên tiếng loan báo và trình bày cho ta điều gì xảy ra từ khi ta lập dân tộc cổ xưa này. Hãy để chúng loan báo những điều đang xảy ra và những điều sắp xảy đến cho chúng. Dân Israel đã theo thói tục của dân ngoại bang thờ lại hình tượng và để cho những thầy bói xâm nhập vào giữa dân sự. Chúa giận và Ngài nói rằng: đem ra đây, phơi bày hết mọi việc đi, hãy nói đi, Chúa không có ngần ngại, hãy trình bày cho ta. Và chúng ta biết rằng chỉ một mình Chúa thôi. Ông bà anh chị em ơi, cho đến giờ này, nếu chúng ta còn mơ hồ về lời của Chúa, nếu chúng ta còn mù mờ về những gì mà Kinh Thánh bày tỏ, thì hãy thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con biết Ngài quá ít. Những gì con biết về Ngài quá ít, và xin cho con nhận biết Ngài nhiều hơn. Ê-sai 45 câu 21: vậy hãy loan báo, hãy báo cho chúng ta, chúng đến gần và bàn luận với nhau. Ai đã nói cho biết điều này từ trước? Ai đã tiên báo từ nghìn xưa? Chẳng phải chính ta là Đức Giê-hô-va? Ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. Ngoài ta không có đấng nào khác. Quý vị đi ra làm chứng, gặp nhiều người đó, thì người ta nói: anh là anh theo Chúa, còn tôi thì có Phật. Còn gia đình của tôi đó thì thờ lại ông bà từ nhiều đời rồi, đạo nào cũng tốt cả mà. Chúng ta nghe cái câu đó cảm thấy nó bình thường, đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta nhìn nó trong ánh sáng của lời Chúa thì đó là một ý tưởng phạm thượng. Chúa thách thức: ta là Đức Chúa Trời, không có ai giống như ta, chẳng có người nào giống như ta. Chúng ta hãy xem, đây là kích hình ảnh mô phỏng của mặt trời. Mặt trời chúng ta tiếp cận mỗi ngày, nhìn thấy mỗi ngày. Và ở đây mũi tên đó, chúng ta thấy điều gì? Chúng ta đang sống ở đâu? Sống trong một cái hành tinh gọi là quả đất, địa cầu. Người ta nói rằng mặt trời có thể, nếu nó rộng thì có thể nhét được 820.000 trái đất. Chúng ta ở đây, ai đang chiếm lĩnh một nửa quả đất đâu? Xin hãy đưa tay. Dạ. Gần đây thì chúng ta thấy tin tức đó, người ta cho biết là Bill Gates, là nhà sáng lập của công ty phần mềm Microsoft, ông sở hữu đất đai nhiều nhất ở trên thế giới, mấy trăm ngàn hecta đó. Nhưng mà chúng ta biết là tất cả những cái đó chút xíu so với quả đất, đúng không? Hãy nhìn và suy gẫm lời của Chúa trong Ê-sai 40 nói gì: các con so sánh ta với ai? Ai sẽ ngang bằng với ta? Thật là tội nghiệp. Nếu không có ánh sáng của Chúa thì chúng ta nghĩ mình là gì lắm, phải không? Những thành đạt của chúng ta được người khác tôn sùng, được người khác khen ngợi, thì chúng ta nghĩ mình ra gì lắm. Nhưng mà hãy nhìn vào thực tế đi. Chúng ta đang ở đâu? Ở trong cái quả đất. Quý vị chỉ dùng vị trí của quý vị ngồi ở đây, vị trí của Hội Thánh Văn Thanh Bắc là ở đâu trong cái quả đất này? Không thấy được, bởi vì nó quá nhỏ, gọi là một mảy bụi nó cũng chưa tới nữa. Ồ, nhỏ bé vậy đó. Trong khi đó, Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng tạo hóa, Ngài tạo nên chẳng những thái dương hệ mà chúng ta đang có, gồm có mặt trời, mặt trăng, sao mộc, sao hỏa, địa cầu. Nhưng mà Ngài còn tạo nên
hàng tỷ 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 thiên hà, mỗi một thiên hà có hàng ngàn hàng ngàn hàng ngàn những ngôi sao Ngài đã tạo nên. Và buổi sáng hôm nay, lời của Chúa kêu gọi chúng ta hãy ngước mắt lên, hãy mở tâm trí của mình ra mà xem ai đã sáng tạo những vật này. Ngài là đấng đã khiến các thiên thể ra theo số lượng và đội ngũ. Ngài gọi đích danh tất cả chúng, không bỏ sót một thiên thể nào, vì sức mạnh vĩ đại và quyền năng vô biên của Ngài. Buổi sáng hôm nay, Ngài cho chúng ta được thờ phượng Chúa. Đó là ân sủng. Bởi vì làm sao chúng ta là con người ở trong cái quả địa cầu bé xíu đó có đủ tư cách để đến trước mặt Đức Chúa Trời và nói rằng: Chúa ơi, con cần Ngài, con yêu Ngài. Chúng ta hãy thử xem đi, ngày hôm nay gặp một vị lãnh đạo của một đất nước, gặp một người cao trọng nào đó mà chúng ta còn không thể gặp được. Trong khi đó, con người chỉ là nhỏ bé vô cùng. Vậy mà Đức Chúa Trời Ngài mời gọi chúng ta đến với Ngài. Ngài mời gọi chúng ta đến với Ngài. Và Ngài nói rằng: hãy thờ phượng ta. Ta muốn gặp gỡ con. Ta muốn gần gũi. Ta muốn nghe những nỗi niềm của con. Chúng ta có thấy lạ lùng không? Lời của Chúa nói rằng: hãy hết lòng kính mến Chúa. Nhiều khi chúng ta quên là chúng ta tôn kính Đức Chúa Trời là điều vô cùng quan trọng. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng Chúa Giê-xu Ngài đến như là một em bé ở trong máng cỏ, Ngài bị sỉ nhục và chúng ta coi thường. Chúng ta chỉ chú trọng đến cái khía cạnh chúng ta yêu Ngài thôi, mà chúng ta quên mất cái yếu tố là kính Ngài. Trong mấy tuần qua, khi tôi đến với những đứa cháu, thật là vui, được ở với các cháu thật là vui. Lúc đầu ông ngoại nó còn e dè, sau đó thân rồi đó thì đúng là nó leo lên đầu lên cổ, và có nhiều khi đó phải trừng mắt. Nhiều khi Chúa với chúng ta cũng vậy đó. Chúa yêu chúng ta, Chúa đến tận nơi chúng ta đang ở chìm ngập trong tội lỗi để cứu chuộc chúng ta, và chúng ta quên mất rằng Ngài là đấng tạo hóa tối cao, quyền năng vô biên và sức mạnh vĩ đại của Ngài, và mỗi chúng ta phải hạ xuống để tôn kính Ngài. Chúa ơi, con yêu mến Ngài. Chúa ơi, xin cho con tôn kính Ngài. Tôn kính Ngài. Nếu chúng ta nghĩ rằng: ồ, anh thì anh có Chúa, còn tôi thì có thần này thần khác, đạo của tôi cũng tốt mà, lý thuyết của tôi cũng rất hay mà. Thật ra nếu ai có ý tưởng đó là chúng ta đã xúc phạm đến Đức Chúa Trời rồi. Tôi không có đủ thời giờ để trưng ra bằng cớ, nhưng mà ngay trong sách Ê-sai thì chúng ta sẽ đọc thấy Sanherib là vua của Assyri. Và tuần trước chúng ta đã nghe cô Phương Huyền chia sẻ vì cớ Ê-sê-chia là vua Israel, khi biết Assyri sẽ xâm chiếm mình thì Ê-sê-chia chạy qua Ai Cập để nhờ vua Ai Cập giúp đỡ. Nhưng mà Chúa quở trách, Chúa nói: sao không nhờ ta mà nhờ vua Ai Cập, các ngươi sẽ bị xâm chiếm. Và sau đó quả thật Assyri đã đến xâm chiếm Jerusalem, bắt Ê-sê-chia đi, và nhiều người bị đi lưu đày. Trong khi đó thì Ê-sê-chia không hiểu, nghĩ rằng mình mạnh lắm. Và chúng ta đọc Ê-sai đó thì Ê-sê-chia, những đệ tử của Ê-sê-chia nói rằng: các ngươi hãy xem các thần chung quanh đi, có thần nào cứu được dân tộc của họ không? Đức Chúa Trời của các ngươi cũng sẽ không cứu các ngươi đâu. Và chúng ta biết rằng chính lời nói phạm thượng đó mà Kinh Thánh nói rằng trong một đêm, một thiên sứ của Đức Giê-hô-va vào trong trại quân của Assyri và giết 185.000 người Assyri. Tôi xin đọc cho quý vị nghe một chút để chúng ta thấy ở đây Ê-sai đoạn 37. Bấy giờ, câu 36. Bấy giờ một thiên sứ của Đức Giê-hô-va vào trại quân của người Assyri và giết 185.000 người. Sáng hôm sau, người ta dậy sớm và thấy toàn là xác chết. Một hôm khi vua Sanherib đang cúi lạy thần của mình trong đền thờ Nisroch, thì các con trai của vua là Atramelech
và Sa-rết-xe dùng gươm giết vua rồi trốn sang xứ Ararat. Buổi sáng hôm nay chúng ta đối diện với lời của Chúa. Để ông bạn chị em, có những người mới đến với Chúa, chúng ta vẫn còn một cái hệ tư tưởng cũ, chúng ta vẫn còn suy nghĩ theo cách cũ. Ôi, may quá, tôi gặp Chúa, tôi cầu Chúa. Chúa hơn cái ông kia một chút. Thật ra đó, không có đẳng cấp để sánh đâu. Không phải là đối thủ để sánh đâu. Bởi vì không có ai giống như Ngài. Chúng ta biết là người Việt của chúng ta đó, thì có điều rất là tốt lành. Và có nhiều người nói, anh thờ Chúa, còn tôi thờ ông bà tổ tiên. Ông bà tổ tiên có phải ở trong cái chỗ này không? Ở trong cái chỗ mà mũi tên đó, chỉ vào cái trái đất đó. Ai ở đây đã làm ông bà rồi? Có phải là ông bà là luôn luôn đúng không? Không. Chúng ta thành thật mà nói, mình cũng chỉ là con người thôi. Đầy dẫy những sai phạm, đầy dẫy những khuyết điểm. Và nhiều khi chúng ta nghĩ rằng tôi thờ ông bà. Thật ra Chúa cho chúng ta biết, các con so sánh ta với ai, ai sẽ ngang bằng với ta. Buổi sáng hôm nay khi chúng ta đối diện với lời của Chúa, xin Chúa mở rộng tâm trí và tấm lòng của mình. Biết bao nhiêu lần vì vô tình, chúng ta không định ý, nhưng mà chúng ta đã có những ý tưởng làm cho Chúa buồn lòng. Chúng ta đã hạ thấp Ngài là đấng tạo hóa của vũ trụ. Và đó chính là mầm mống của những tai họa. Nhân cơ hội này thì tôi cũng muốn tâm sự một chút. Năm ngoái vào dịp này sau mùa dịch, thì là tôi được một vị linh mục ở tại 6 Bistone Đức Thắng. Ông điện thoại cho tôi và nói là: mục sư ơi, tôi thấy mục sư đi ra làm công tác cứu trợ quá tuyệt vời. Sắp tới chúng tôi muốn có một cái buổi và chúng tôi muốn chia sẻ về việc các tôn giáo đã tham gia cứu trợ ở trong mùa dịch ra làm sao, và tôi muốn mời mục sư chia sẻ về những điều mục sư đã làm. Thế là tôi đến trong cái buổi đó. Đến đó thì tôi biết là đó là một cái hội đồng liên tôn, và có các vị linh mục, có những thầy chùa, có những đại diện các tôn giáo. Và chắc chắn là sau đó sẽ có cái phần chụp hình. Cho nên gần cuối giờ thì tôi xin phép và tôi rút lui sau khi tôi đã chia sẻ phần của mình. Tôi biết từ đó thì rất là nhiều người ở trong nước, nhiều người trong Liên Hiệp Truyền Giáo, nhiều người ở ngoài nước cũng rất lấy làm thắc mắc, sao mục sư Nhẫn lại tham dự liên tôn. Thật ra tôi muốn chia sẻ như thế này, tôi xác định rất rõ ràng không ai có thể sánh được với Đức Chúa Trời. Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu thứ 12 nói rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có một danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Không có nghĩa là chúng ta có thể cầu nguyện với một vị thần nào đó, thần nó ra từ cái hạt bụi nhỏ xíu ở dưới cái mũi tên đó. Tất cả loài người chỉ là xác thịt thôi, không thể sánh được với Đức Chúa Trời đâu. Nhưng buổi hôm đó tôi nhận lời đến bởi vì biết rằng mình cần có tiếng nói. Người tin lành bị coi là cô lập với xã hội, và tôi muốn chia sẻ rằng Chúa cũng kêu gọi chúng tôi chia sẻ gánh nặng với cộng đồng ở trong những lúc khó khăn nhất. Và thật ra cái hội nghị liên tôn là gì tôi không biết, nhưng mà không có nghĩa là tập hợp lại để mà cầu đâu. Chúng ta biết trong xã hội có nhiều cộng đồng khác nhau, và nhiều khi chúng ta cần có đại diện. Cho nên tôi muốn chia sẻ để quý vị đừng hiểu lầm. Có người thương thì nói chắc không phải đâu. Có người không thương thì nói là ông Nhẫn là mục sư mà tại sao lại đến rồi cầu nguyện với liên tôn thế này thế kia. Và tôi xin xác định lời của Chúa rất rõ ràng. Lời Chúa rất rõ ràng. Giăng đoạn 17 câu 3: sự sống đời đời là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, cùng Đức Chúa Giêsu Christ
là đấng cha đã sai đến. Hy vọng lời của Chúa buổi sáng hôm nay cho chúng ta xác định một điều. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời tối cao. Một vinh dự mà Kinh Thánh nói rằng ngay cả các thiên sứ ở trên trời cũng mơ ước đến điều đó. Thật ra cái bối cảnh đó là Chúa sai con người đi rao giảng tin lành. Thật ra thiên sứ cũng muốn làm công tác rao giảng tin lành, mơ ước, nhưng mà Chúa dành cái đặc ân đó cho con người. Và chúng ta biết rằng chúng ta là ai? Chúng ta là loài người, thật là chẳng ra gì cả. Chúng ta chỉ là hạt bụi thôi. Ngài là chủ tể của cả vũ trụ này. Hy vọng chúng ta sẽ có một cái nhìn khác hơn, nhận biết khác hơn về Đức Chúa Trời, đấng chúng ta thờ phượng, đấng chúng ta kêu cầu. Ngài yêu chúng ta, nhưng không thể giỡn mặt đâu. Ngài yêu chúng ta. Bằng chứng rất rõ ràng, không ai có thể nói trước những việc hàng ngàn năm. Và Chúa thách thức như vậy: nếu các ngươi coi ai là thần đáng để thờ phượng, hãy cho ta biết đi. Không có ai giống như Ngài. Và nguyện Chúa cho chúng ta yêu mến lời của Chúa hơn, để ý nhiều hơn, để biết rằng Chúa muốn nói gì với chúng ta ngày hôm nay. Xin kính mời hội thánh chúng ta hãy cùng đứng lên. Xin ban thờ phượng. Một lần nữa hãy bước lên.